Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin vào thế phải tử chiến, không thắng cũng nổ hết gần cổ rồi mới gục Mới đây chúng tôi đã có một bản tin với tựa đề Tại Việt Nam bị Trung Quốc đánh, tại Mỹ thì gặp khó nhằn VinFast bị chặn đầu, khóa đuôi Bài viết này nói về tình trạng bi đát của VinFast tại thị trường ở Việt Nam VinFast đang bị xe điện của Trung Quốc đánh rất mạnh Tại Mỹ, thì xe của VinFast chưa được thị trường này chấp nhận. Thậm chí, mới đây các trang báo Mỹ đã chê xe VinFast VF8 rất thậm tệ. Ngoài ra, khách hàng Việt Nam đang phản nàn về việc xe VinFast 9 bị lắp loại vô lăng của VinFast 8 là loại rẻ tiền hơn rất nhiều. VinFast đang gần cổ lên mà gáy. Mấy ngày sau, tờ báo Dân trí có bài viết, Chủ tịch Vingroup hé lộ cách VinFast tự tin so găng với Tesla xe rẻ Trung Quốc với bài này, ông Phạm Nhật Vượng muốn chống lại dư luận bất lợi đối với xe VinFast hơn là chống lại đối thủ của VinFast tại Việt Nam cũng như tại Mỹ. Có thể nói, hầu như không một quốc gia nào trên thế giới có thể cạnh tranh về giá với hàng Trung Quốc. Cho đến nay, hàng Nhật cũng phải vất vả mới đẩy lùi được hàng Trung Quốc. Còn nhớ, vào đầu thập niên 2000, xe Trung Quốc tràn ngập thị trường tại Việt Nam từ Bắc đến Nam. Thị trường bán ra 10 chiếc xe máy chỉ có tầm một chiếc xe là của Nhật. Ai cũng biết hàng Nhật có chất lượng vượt trội, nhưng không thể đẩy lùi xe Trung Quốc một sớm một chiều mà phải mất hàng chục năm. Trong thời gian đó, các hãng như Honda, Yamaha, Suzuki đã phải chấp nhận mất thị phần gần như là một thực tế không thể thay đổi. Xét về trường hợp của Vinfast, chắc chắn Vinfast không thể cạnh tranh về giá với xe của Trung Quốc trong khi đó chất lượng của Vinfast thì chưa chắc gì hơn được chất lượng xe của Trung Quốc vậy thì chưa đánh đã thấy thua chưa nói gì đến cạnh tranh đầy thời điểm ông Phạm Nhật Vượng xuất khẩu 990 chiếc xe sang Mỹ thì Tesla có dự tính xây dựng nhà máy tại Đông Nam Á sau đó là Trung Quốc cũng tiếp bước thị trường Đông Nam Á có dân số gấp đôi thị trường tại Mỹ và là thị trường dễ tính hơn thị trường ở Mỹ vậy mà ông phạm nhật vượng lại chọn mỹ và châu âu để mà phát triển ban đầu thị trường mỹ đang nói không với vinfast với việc định hướng bị lệch đã khiến cho công ty vinfast không biết đến bao giờ mới hỏa vốn được đây thời gian đốt tiền thì vẫn đang tiếp diễn đốt mỗi ngày càng nhiều hơn ông phạm nhật vượng là người lãnh đạo trong tập đoàn mà dẫn tập đoàn đi vào vô định thì xem như nhà đầu tư đang giao chứng cho ác. Rất chẳng khác gì ông Nguyễn Phú Trọng bắt cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chưa bao giờ có một doanh nghiệp toàn cầu nào coi thường khách hàng mà có thể tồn tại được. Chưa doanh nghiệp toàn cầu nào mà không đầu tư vào chất lượng. Tất nhiên, có những doanh nghiệp định hình phân khúc thấp thì chất lượng sản phẩm của họ không cao. Nhưng đó là do họ đã tạo ra sản phẩm có chất lượng tương xứng với giá cả, được khách hàng chấp nhận. Riêng với VinFast, nhiều khách hàng đánh giá rằng họ đang cung cấp sản phẩm chất lượng thấp nhưng bán giá rất cao. Không những sản phẩm kém chất lượng mà dịch vụ hậu mãi cũng kém. Kiểu kinh doanh như thế này thì chỉ có thể đốt tiền mãi mãi mà không thể hòa vốn được. Người ta cũng không thể tưởng tượng được đi xe VinFast lại phải mang theo cả lê số 10 để vặn ác quỳ. Cho đến nay, VinFast đã thông báo là sẽ niêm yết với định giá khoảng 23 tỷ đô la tại Mỹ. Định giá là định giá, còn có trụ được với thương trường hay không lại là một câu chuyện khác. Nếu kinh doanh không ra gì, thì những vốn điều lệ giảm, mà cả vốn hóa thị trường cũng tèo lại. Việc ông Phạm Nhật Vượng định giá công ty của ông trên mây chưa nói lên điều gì. Nếu cứ đốt tiền không có điểm dừng, thì chừng dừng đó 23 tỷ đô la dù có trăm tỷ cũng già trò. Chuyện của Vinfast giờ đây là phải nổ nổ để giữ chân nhà đầu tư, chứ nếu để họ rút vốn hàng loạt thì vốn phát sẽ khôn đốn. Cho nên cứ nổ, nó cho đến lúc nào hết cả gần cổ rồi cổ. Lúc đó nhà đầu tư dễ bị dụ sẽ mật trắng tiền đầu tư. Ông Phạm Nhật Vượng chưa thể tính được thời điểm hòa vốn cho VinFast. Cách làm của VinFast là cách làm không bền vững. Điểm dễ nhận thấy của doanh nghiệp không bền vững là thiếu sự tử tế cố chống chế, cố khỏa lấp sai lầm mà không thực sự chịu thay đổi. Vingroup lâu nay tranh với thị trường bất động sản bát nháo, trong đó toàn là loại doanh nghiệp chụp giật, nên không thấy cái thiếu bền vững của họ. Giờ nhảy sang thị trường lĩnh vực ô tô, lĩnh vực toàn những ông lớn, biết làm thế nào để tồn tại giữa thế giới phức tạp này, thì phiên phát lại lòi ra yếu điểm. Và nếu không thay đổi, khó mà trụ được giữa những đại gia tử tế trên thị trường ô tô thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vượng Vin vào thế phải tử chiến, không thắng cũng nổ hết gần cổ rồi mới gục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thầy báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn bông hồng vàng đầy gai độc đâm vào mặt phe tổng tờ Báo Nhân Dân là tờ báo hàng đầu của nền báo chí cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam những tin tức chính trị do tờ báo này đăng như là một bệnh lệnh buộc các tờ báo khác cũng phải đăng theo có thể nói dù tờ báo ế nhất trên thị trường nhưng lại có quyền được nhất Ai cũng biết tờ báo này là ông vua dối trá và chính nó đã đưa ra rất nhiều bài viết mang tính chất bịa đặt, tạo nên bộ mặt giả tạo của chế độ. Báo Nhân dân từng ca ngợi Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bông hồng vàng. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2014, tờ báo Nhân dân đã đăng một bài viết với tựa đề Bông hồng vàng thời mở cửa. Tờ báo này ca ngợi người mà nay nhắc tên ai cũng biết đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nhân vật đang bị Tô Lâm săn lùng nhưng lại dám vờn ông Tô Lâm như vờn chuột cồn mèo vậy. Trong bài viết tờ báo nhân dân đã ca tụng bà Nhan bằng những lời lẽ như sau: Vẻ ngoài hoàn hảo, đôi mắt luôn như cười, khó ai có thể hình dung người đàn bà trông hết sức trẻ trung, khiêm nhường lại là đầu tàu trụ cột của một tập đoàn hàng nghìn cán bộ nhân viên, doanh thu nhiều nghìn tỷ đồng, tăng trưởng hàng năm vẫn vượt 200% trong bối cảnh kinh tế thế giới lẫn trong nước đang đẩy dậy khó khăn. Thế nhưng, tiếp thuốc xúc làm quen thấu hiểu hơn công việc của chị, sự ngạc nhiên về viện sĩ tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC càng tăng lên gấp bội. Một bài báo viết với ngôn từ sặc mùi tuyên truyền như những bài báo viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh hay những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khác họ viết mà không thèm điều tra cho nên mới bị hớ đến như vậy. Thực chất bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như thế nào thì nay ai cũng đã rõ. Bà là trùm trúng thầu bởi bà đi đến đâu bà lại giải tiền từ cấp bí thư tỉnh cho đến quan chức cấp cơ sở. Cả bố máy ăn ngập mặt và sau đó bị bà Nhàn sai khiến như đẩy tớ. Ngày đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được lên báo nhân dân một tờ báo mà ngay cả cơ quan chức đứng đầu tỉnh muốn xuất hiện ở đó cũng không được. Ngày đó, tức là năm 2014, ông phạm minh chính là bí thư tỉnh ủy quảng ninh và đang chuẩn bị bàn giao để về trung ương nhận chức phó ban tổ chức trung ương. Được biết quảng ninh là tỉnh đã giúp cho bà nhàn trúng thầu bệnh viện sản nhi. Báo chí nước ngoài đã chỉ đích danh ông phạm minh chính là người nâng đỡ bà nguyễn thị thanh nhàn, nhưng báo chí trong nước thì vẫn êm rẻ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là mục tiêu bắt giữ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị điều tra khi mà Bộ Chính trị đang xảy ra kịch chiến giữa các phe trong tứ trụ. Ở trong nước, báo chí phanh phui việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ bộ máy chính quyền của các tỉnh để mà thắng thầu. Thậm chí có tờ báo cho biết Bí Thư tỉnh còn nhờ bà Nhàn xin nguồn vốn hỗ trợ từ tận trung ương. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của bà Nhàn là rất lớn. Bà có mối quan hệ quen biết khủng trung ương nên mới có thể làm việc khó đến như vậy. Báo chí nước ngoài còn tung ra tin chấn động. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật môi giới giữa Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Việt Nam, tức là Tổng cục 2, và, và cơ quan mật vụ Israel Mossad. Bà đóng vai trò môi giới trong các thương vụ buôn bán vũ khí giữa bộ quốc phòng việt nam và các nhà thầu cung cấp vũ khí của israel trị giá hợp đồng hàng tỷ đô la họ còn cho biết thêm bà nguyễn thị thanh nhàn có mối quan hệ đặc biệt với ông thủ tướng việt nam phạm minh chính và bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang việc nhúng tay của bà nguyễn thị thanh nhàn vào các thương vụ mua bán vũ khí của bộ quốc phòng việt nam đã giúp cho phe ông thủ tướng việt nam phạm minh chính mạnh lên trông thấy trong khi đó phe ông Tổng Bí Thư và ông phe ông Thủ tướng đang cạnh tranh ảnh hưởng với nhau tại Bộ Quốc phòng. Việc bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan đến cán cân quyền lực trong tứ trụ, nhưng cho đến nay ông Tô Lâm chưa làm được điều đó. Ngày nay, phe ông Tổng Bí Thư đang xem bà Nguyễn Thanh Nhàn là như là một cái gai, chứ không còn là bông hồng nữa. Có lẽ đấy là gai hoa hồng gai này đang đâm vào phe ông tổng bí thư một nhát không hề nhẹ nguyễn thị thanh nhàn đang làm cho cán cân quyền lực không thể dễ dàng ngả về phe tổng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin nguyễn thị thanh nhàn bông hồng vàng đầy gai độc đâm vào mặt phe tổng quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của Thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.